Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin buổi sáng của Kali Today. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, ngày 25 tây tháng 2 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Trước hết thì là một bản tóm tắt tình hình chiến sự tại Ukraine. Và bài bình luận đầu tiên, song kiếm hợp bích. Hôm nay là Ukraine, ngày mai là Đài Loan. Và thời sự nước Mỹ thì chúng ta có tin Stacey Abrams và David Perdue trong liên minh không chắc chắn sau khi Brian Kemp thay đổi quy tắc bầu cử một lần nữa. Và bài bình luận thứ hai, thực sự Putin muốn gì ở Ukraine? Và quay trở lại với thời sự của nước Mỹ, một bản tin khác là tại sao hai công tố viên hàng đầu điều tra Trump Organization từ chức. Và bài bình luận ngắn thứ ba là Tổng thống Joe Biden không có được bàn tay sắt mạnh mẽ để đấu với Nga. Và bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, hàng triệu người Mỹ muốn đến với một chế độ độc tài. As you wish, there you go. Thích thì chiều. Kính thưa quý vị. Trước hết thì chúng ta tóm tắt tình hình chiến sự tại Ukraine một cách ngắn gọn. Thưa quý vị, ông Omer Selik là người phát ngôn của đảng Công lý và Phát triển AKP, thuộc đảng cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đóng cửa hai eo biển Dardanelles và Bosphorus đối với các tàu chiến của Nga do các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Và họ thực hiện đúng với công ước Montreux dựa trên các sự kiện ở Ukraine. Lính dù của Nga đã đổ bộ bằng đường hàng không xuống phía bắc Ukraine tại khu vực Bavorka, tỉnh Zhytomyr Oblast, nằm ở phía bắc Ukraine. Quân Nga nã pháo vào sân bay Ryn, tây bắc Ukraine. Trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến gần đến thủ đô Kiev, thì chính phủ Ukraine đã đưa ra cảnh báo rằng hôm nay sẽ là ngày khó khăn nhất của cuộc chiến. Chính phủ Ukraine nói rằng Nga có kế hoạch sử dụng xe tăng để chọc thủng tuyến phòng thủ Kiev, nên cơ quan quốc phòng Ukraine đã sẵn sàng sử dụng tên lửa chống xe tăng Stinger do các nước đồng minh cung cấp để đối đầu với nước Nga. Theo thông tin của Ukraine tại khu vực Staropil gần Lugansk, thì pháo binh Ukraine đã hạ được một đơn vị của Nga chuẩn bị vượt sông Ida. Phía Ukraine cũng được cho biết là quân Nga đã chọc thủng biên giới và đang cố gắng tiến vào từ phía sau, tấn công và phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine. Lực lượng lính dù Ukraine đã cho nổ một cây cầu bắc qua sông Teteriv ở Ivankiv, cách thủ đô Kiev khoảng 50 km về phía bắc, nhằm ngăn chặn lực lượng của Nga tiến về thủ đô. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã ước tính rằng quân Nga chỉ còn cách thủ đô Kiev khoảng 32 km. Và lực lượng này được cho là đã tiến vào Ukraine qua biên giới với Belarus. Còn khối châu Âu thì chính thức tung ra đòn trừng phạt mạnh nhất vào nước Nga, với tác động tối đa nhằm vào các nền kinh tế và giới chính trị của Nga. Theo đó thì một loạt đòn trừng phạt này nhắm đến các lĩnh vực tài chính, năng lượng và vận tải, chính sách thị thực, đồng thời bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và cấm tài trợ xuất khẩu. Các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ loại nước Nga ra khỏi thị trường vốn quan trọng nhất của nước này. Và hiện tại khối châu Âu tiếp tục nhắm đến 70% thị trường ngân hàng và các công ty quốc doanh chủ chốt của nước Nga. Các biện pháp trừng phạt sẽ tăng lãi suất vay, tăng tỷ lệ lạm phát và làm xói mòn cơ sở công nghiệp của nước Nga. Chúng tôi đang nhắm đến giới tinh hoa chính trị và những đại gia giàu có của nước Nga và không để họ có thể giấu tài sản trong những kênh trú ẩn an toàn ở châu Âu được nữa. Ngoài ra, lệnh cấm xuất khẩu cũng sẽ tác động đến lĩnh vực dầu mỏ của Nga, cấm bán tất cả thiết bị và phụ tùng máy bay cho các hãng hàng không Nga. Cùng với đó là việc hạn chế quyền tiếp cận công nghệ quan trọng của Nga. Nói chung, gói trừng phạt lớn lần này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hầu hết các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nước Nga.
Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay với nhan đề Song kiếm hợp bích. Hôm nay là Ukraine, ngày mai là Đài Loan. Kính thưa quý vị, việc nước Nga xâm lược Ukraine khiến cho khả năng đáng sợ về việc Trung Quốc nhân cơ hội mà nước Mỹ đang vướng vào khủng hoảng Ukraine, đang lao đao trong nước, không có rảnh tay thì sẽ khiến cho Trung Quốc có thể được giành quyền kiểm soát hòn đảo này một cách dễ dàng hơn. Khi mà xe tăng của nước Nga lăn bánh trên lãnh thổ Ukraine, cuộc khủng hoảng của Vladimir Putin sẽ vang dội khắp thế giới. Nhưng mà mối nguy hiểm nhất lại không phải là thủ đô Kiev của Ukraine, mà nơi nguy hiểm nhất lại chính là eo biển Đài Loan. Thưa quý vị, một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tuyên bố chủ quyền bằng vũ lực vừa trở nên khả thi hơn, có nghĩa là có thể dễ dàng thực hành hơn. Và điều đó không nhất thiết là vì có mối quan hệ nào trực tiếp giữa cuộc xâm lăng Ukraine của Putin và việc Bắc Kinh đe dọa tấn công Đài Loan, mà bởi vì cuộc chiến Ukraine là dấu hiệu đáng tiếc nhất cho thấy hướng đi đáng sợ của việc tranh giành ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu mang một nhận định xấu xí và cực đoan nhất đến với thế giới. Đó là các nhà lãnh đạo chuyên quyền, độc tài, họ đang trỗi dậy và bắt đầu những cuộc tấn công vào nền dân chủ thế giới của chúng ta. Với sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991, cuộc đấu tranh lâu dài của người Mỹ chống lại các mối đe dọa độc tài toàn cầu dường như đã giành thắng lợi. Và ở khắp mọi nơi thì các nhà độc tài phải chạy trốn từ Indonesia, Miến Điện, Brazil, Hàn Quốc, Philippines, Chile và thậm chí cả chính nước Nga nữa quý vị. Toàn cầu hóa đang phát huy tác dụng kỳ diệu của nó và truyền bá những lý tưởng kinh tế và chính trị tự do, sự thịnh vượng và hy vọng chấm dứt cuộc đối đầu giữa các cường quốc kinh tế về vấn đề địa chính trị hay là tranh giành lãnh thổ, về tài nguyên như là ở vào cái thời buổi sơ khai trước Thế chiến thứ nhất. Chắc chắn rồi, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như họ đã sẵn sàng tách ra khỏi hệ thống trật tự toàn cầu và sẵn sàng làm một cú chấn động ở châu Á theo sau cuộc chiến do Nga khởi động tại Ukraine. Giữa lúc mà thế giới chúng ta đang loay hoay với đại dịch COVID-19, khan hiếm năng lượng và lạm phát. Thưa quý vị, đối với những gì mà nước Mỹ và các đồng minh đạt được trong những năm 1990, nó không phải là chiến thắng cuối cùng trước chủ nghĩa độc tài, mà chỉ là thời gian để cho các chế độ chuyên quyền, độc tài nghỉ ngơi, chờ thời cơ. Và bây giờ, thế giới đang lao đao vì đại dịch, người người xanh xao mệt mỏi, và cường quốc số một thế giới thì bất ổn chính trị, xã hội đấu đá nhau trong nước. Như vậy thật đúng là không còn thời điểm nào tốt hơn thế để cho Trung Quốc tính đường thực hiện tham vọng, thôn tính hòn đảo nhỏ bé Đài Loan, mà không sợ bị phản kháng hay là can thiệp mạnh từ Hoa Kỳ. Cuộc chiến Ukraine của Putin đã cho Tập Cận Bình một cơ hội không dễ gì có được. Trong nhiều năm qua thì sự đồng thuận dân chủ tự do Mỹ lãnh đạo đã bị soi mòn. Chúng ta lấy nền dân chủ phi tự do của Viktor Orbán ở Hungary là một thí dụ. Sự cắt xén các quyền tự do của Recep Tayyip Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ, hay là sự công kích của Narendra Modi đối với truyền thống thế tục của Ấn Độ. Và ở Miến Điện thì các tướng lĩnh đã đảo chính bất hợp pháp để giành quyền lực, bác bỏ kết quả của một cuộc bầu cử hợp pháp. Còn Jair Bolsonaro của Brazil thì tán thành luận điệu chống dân chủ. Còn Rodrigo Duterte thì tự hào tiến hành một cuộc chiến chống ma túy đòi bạo lực và phi luật pháp ở Philippines. Tuy nhiên, cuộc xâm lược của Putin đánh dấu một giai đoạn mới hơn, đánh dấu một kỷ nguyên bạo lực mới hơn. Đây là một trong những hành động xâm lược ngang tàn và bất chấp luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, không có quốc gia nào là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự thế giới tự do như là Trung Quốc. Nếu chúng ta suy xét kỹ
về nhiều khía cạnh. Nước Nga là một cường quốc nhưng mà đang suy giảm. Họ thiếu động lực kinh tế để duy trì cú đấm chính trị của mình, mặc dù họ có cái lực lượng quân sự mạnh vào hàng thứ hai thế giới. Nhưng mà cuộc tấn công vào Ukraine có thể khiến cho ông Putin có thể đạt được điều mình muốn, nhưng mà họ sẽ cũng phải trả giá khá nặng với hàng loạt gói trừng phạt từ phương Tây. Nhưng mà thưa quý vị, câu chuyện nó sẽ khác đi đối với Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc là một cường quốc với sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự ngày càng tăng. Nước Nga đang là tiêu đề trong ngày hôm nay của thế giới. Nhưng mà Trung Quốc sẽ là mũi nhọn của chủ nghĩa độc tài của ngày mai. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt thành theo đuổi chủ nghĩa dân tộc. Ông ta cam kết khôi phục quyền lực của Trung Quốc và cách tiếp cận mạnh mẽ, cực đoan hơn so với những người tiền nhiệm của ông ta, khi mà đề cập đến các vấn đề tranh chấp lãnh thổ và hàng hải. Quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh cũng như hệ thống tiền tệ và kinh tế với thế giới. Và chúng ta phải thực sự nhìn nhận rằng, ngày nay Trung Quốc đã trở thành một thế lực gây bất ổn, đáng sợ ở châu Á. Thưa quý vị, hiện nay đất nước Đài Loan, họ đang nằm trên một chiến tuyến mỏng manh. Cũng như Putin thì ông ta không thể nào dung thứ quyền được là một quốc gia tự do dân chủ và có chủ quyền của Ukraine. Thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ không bao giờ chấp nhận sự tách biệt của Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh coi là một phần cốt lõi của Trung Quốc bị chiếm đóng bởi một chính phủ dân chủ bất hợp pháp. Giành quyền kiểm soát đối với Đài Loan là Đảng Cộng sản Trung Quốc thường gọi là thống nhất. Đây là mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Và trong một trật tự thế giới mà các quốc gia độc tài ngày càng trở nên quyết đoán hơn và các đồng minh dân chủ thì đứng sau ủng hộ một đảo quốc Đài Loan, như vậy khả năng xảy ra chiến tranh ở Đài Loan sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Điều đó không có nghĩa là một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan sắp xảy ra. Không ai có thể dự đoán chắc chắn những gì ông Tập Cận Bình đang nghĩ về Đài Loan sau cuộc chiến Ukraine của nước Nga. Tuy nhiên không giống như là Putin khi mà nói đến Ukraine. Ông Tập Cận Bình không tập hợp lực lượng xâm lược trên eo biển Đài Loan. Thời gian đang ở trong tay ông ta. Và ông ta biết thời điểm nào là tốt nhất để hành động và chắc chắn nắm phần thắng và không bị phản kháng, chống đối hay là bị lên án. Ông ta không cần phải đi theo Putin trên con đường dẫn đến chiến tranh. Nhưng mà sự hung hăng quân sự của Putin là một dấu hiệu cho thấy điều gì có thể sẽ đến. Các cường quốc độc tài họ tin rằng thời điểm đã đến rồi để đẩy lùi Mỹ và định hình lại ảnh hưởng địa chính trị của thế giới. Những nhà độc tài họ có niềm tin của riêng họ và họ nghĩ không sai đâu quý vị. Nhưng mà rõ ràng là các quốc gia trong khối tự do dân chủ đã có đủ ý chí và nguồn lực cũng như sự đoàn kết để cùng chống lại một trận chiến khác với chế độ chuyên quyền như là Putin hay là Tập Cận Bình. Bởi vì chúng ta nước nào cũng hiểu cả, đoàn kết thì sống, mà chia rẽ thì chết. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã cho thấy Mỹ và các đồng minh ở châu Âu vẫn luôn hiểu nhau và đồng lòng đoàn kết để đối phó với tham vọng của các chế độ chuyên quyền. Nhưng mà sự đoàn kết này, nó không giống như thời kỳ chiến tranh lạnh kết thúc bởi tình hình chính trị thay đổi khó lường của nước Mỹ. Chính vì thế mà các nhà lãnh đạo châu Âu, họ muốn vạch ra một lộ trình của riêng họ với quyền tự chủ chiến lược cao hơn. Trong đó lợi ích kinh tế và chính trị ngắn hạn được ưu tiên hơn lợi ích chiến lược dài hạn. Trong khi đó thì ở Washington, sự chia rẽ chính trị trong nước ngày càng dữ dội hơn, gây gắt hơn, làm dấy lên sự hoài nghi ở các nước đồng minh về quyết tâm thực sự của Mỹ có lâu dài hay không. Nếu mà những xu hướng này tiếp tục diễn ra thì ngày mà Trung Quốc tiến hành xâm lược Đài Loan sẽ đến gần hơn. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc họ coi sự suy tàn của nước Mỹ là điều không thể tránh khỏi, cũng giống như sự trỗi dậy của chính họ. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã xuất hiện để bổ sung thêm nhiều bằng chứng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của một nhà nước chuyên quyền độc tài như nước Nga hoặc là Trung Quốc
Và một ngày nào đó thì họ có thể tính toán sai rằng Hoa Kỳ và các đối tác đồng minh sẽ không còn đoàn kết và chiến đấu cùng với nhau. Một khi mà ý thức hệ về một thể chế tự do dân chủ bị phá hủy từ chính Hoa Kỳ, là quốc gia đầu đàn của khối này, hay nói một cách dễ hiểu hơn quý vị, là nếu Hoa Kỳ chuyển thành một nhà nước chuyên quyền độc tài, thì dĩ nhiên sự đoàn kết vì cùng lý tưởng giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh cũng sẽ tự động chấm dứt. Tuy nhiên không có gì là không thể tránh khỏi. Những người chỉ trích Washington sẽ phàn nàn rằng thất bại trong việc ngăn chặn cuộc xâm lược của Putin là một dấu hiệu cho thấy uy tín và quyền lực của nước Mỹ bị suy yếu. Nhưng mà nước Mỹ chưa bao giờ chịu đầu hàng trước bất kỳ đối thủ nào. Và thực tế là trận đấu Ukraine chỉ mới bắt đầu, chứ chưa kết thúc. Giờ đây thì có thể nói là thế giới và đặc biệt là Tập Cận Bình sẽ theo dõi xem Mỹ và các đồng minh có thể và sẽ gây ra bao nhiêu đau đớn và tốn kém cho nước Nga. Mỹ đã thể hiện sức mạnh của mình không chỉ với hàng không mẫu hạm, mà còn bằng những công nghệ, tiền tệ và khả năng điều hành một tập thể nhiều quốc gia cùng với nhau. Và cuộc tấn công của Putin vào Ukraine hiện nay được xem là một phép thử cho tất cả những công cụ này. Trung Quốc và Nga chắc chắn sẽ tiếp tục gây sức ép. Họ sẽ gây ra những cuộc khủng hoảng mới để gây sức ép cho Hoa Kỳ và các đối tác của họ. Họ hy vọng rằng các liên minh có thể bị phá vỡ và vị thế đứng đầu của Mỹ sẽ bị sói mòn. Và thế giới hiện đại, với các mối liên kết tổng hợp của các lợi ích kinh tế và an ninh, sự khác biệt ý thức hệ, nó quá phức tạp. Để được định nghĩa là một cuộc cạnh tranh đơn giản giữa dân chủ và chuyên quyền, nhưng mà nó có thể được phân chia giữa những quốc gia có lợi về mặt chiến lược, từ việc duy trì một trật tự thế giới trong hiện tại, và những quốc gia thu được lợi ích từ việc lật đổ nó. Như vậy, kính thưa quý khán thính giả, cuộc xâm lược Ukraine có thể chỉ là một giai đoạn trong chiến dịch tiêu diệt một nền dân chủ non trẻ ở Đông Âu. Và chiến dịch tiêu diệt một nền dân chủ khác tiếp theo có thể liên quan đến Trung Quốc, và nó sẽ xảy ra tại eo biển Đài Loan. Chúng ta quay trở lại với tình hình chính trị của nước Mỹ, kính thưa quý vị. Đó là bà Stacey Abrams và David Perdue trong liên minh không chắc chắn sau khi thống đốc đương nhiệm của tiểu bang Georgia Brian Kemp thay đổi quy tắc bầu cử một lần nữa. Kính thưa quý vị, đảng viên dân chủ Stacey Abrams và cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa David Perdue đã tìm thấy nhau trong một liên minh bất đắc dĩ sau khi thống đốc đảng Cộng hòa đương nhiệm của tiểu bang Georgia ông Brian Kemp ủng hộ một sự thay đổi quy tắc có thể có lợi cho cơ hội bầu cử của ông ta, nhưng mà lại có hại cho những đối thủ tranh cử với ông ta. Brian Kemp là cựu ngoại trưởng tiểu bang Georgia, đã nhiều lần bị buộc tội lạm dụng quyền lực để hỗ trợ cơ hội bầu cử của mình. Và ông ta hiện đang ủng hộ một dự luật mới nhằm cấm những người thách thức thống đốc đương nhiệm được quyên tiền gây quỹ trong khi cơ quan lập pháp tiểu bang đang họp. Phiên họp lập pháp dự kiến kết thúc vào tháng 4, nhưng mà với thay đổi của luật mới thì có thể cho phép ông Brian Kemp ngưng hoạt động gây quỹ của những đối thủ tranh cử với ông bằng cách kêu gọi một phiên lập pháp đặc biệt khác và kéo dài cuộc họp có thể ngay trước cuộc bầu cử. Nhưng mà điều trớ trêu là nó hơi khó chấp nhận. Đó là mặc dù Brian Kemp đã quyên góp được nhiều hơn 18 lần so với kẻ thách thức trong đảng Cộng hòa của ông ta là David Perdue, là người được Trump ủng hộ, nhưng mà thay đổi luật mới chỉ áp dụng cho những đối thủ tranh cử của thống đốc đương nhiệm. Còn với ông ta thì ông ta vẫn tiếp tục được quyền gây quỹ, không có sao cả. Brian Kemp cũng có thể triệu tập một phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp bất cứ khi nào ông ta muốn, hoặc là thậm chí kéo dài nó thông qua cuộc bầu cử vào tháng 11. Cái dự luật mới nó sẽ cho ông ta toàn quyền quyết định khi nào đối thủ của ông ta có thể được huy động tiền, được quyền gây quỹ. Và ban chiến dịch tranh cử của David Perdue trong một tuyên bố đã nói rằng
Nỗ lực này của thống đốc đương nhiệm nhằm ngăn chặn khả năng huy động tiền của những người thách thức họ là chính trị tồi tệ nhất. Đây là hai phía cùng đảng Cộng Hòa. Ông David Baddiel đã tìm thấy điểm chung bất thường này với bà Stacey Abrams về vấn đề này, và người đang tìm kiếm đề cử đảng của đảng Dân Chủ sau khi thua Brian Kemp trong năm 2018, thì ban chiến dịch tranh cử của bà cũng lên tiếng và tuyên bố cho rằng đây rõ ràng là một âm mưu trần trụi và thô bỉ nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ. Như vậy, liệu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong tháng 11 sắp tới của nước Mỹ sẽ đi về đâu? Với những hạng người chỉ biết đam mê với quyền lực và sẵn sàng làm bất cứ điều gì ngang ngược. Thưa quý vị, đúng là với đảng Cộng Hòa ngày nay, một đảng Jim Crow 2.0 trong thế kỷ 21 luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để níu giữ quyền lực. Chúng ta bước vào bài bình luận thứ 2 trong chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, thực sự ông Putin muốn gì ở Ukraine? Sau nhiều tháng dàn trận quân đội và gia tăng lực lượng ở biên giới với Ukraine, nước Nga đã chính thức xâm lược nước láng giềng Xô Viết cũ bằng một cuộc tấn công từ nhiều hướng và đe dọa làm mất ổn định châu Âu và có thể kéo Hoa Kỳ bắt buộc phải can dự. Sự leo thang trong cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa Nga và Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất ở châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh. Các cuộc tấn công của Nga vào một số khu vực của Ukraine đã dấy lên bóng ma về một cuộc đọ sức nguy hiểm giữa các cường quốc phương Tây và Moscow. Giờ đây thì với câu hỏi rất đơn giản, ông Putin thực sự muốn điều gì ở Ukraine? Tài nguyên, lãnh thổ, bến cảng hay là công nghệ? Mặc dù nhận được tài trợ và đào tạo và cũng như trang thiết bị từ Mỹ và các nước thành viên của khối NATO, Ukraine sẽ vượt trội đáng kể so với năm 2014. Theo một số ước tính thì nếu một cuộc chiến toàn diện nổ ra giữa hai nước, sẽ có hàng chục ngàn dân thường bị thiệt mạng và khoảng 5 triệu người có thể phải tìm đường tị nạn. Ukraine là nền tảng của Liên Xô trước đây, cho đến khi nước này bỏ phiếu ủng hộ độc lập một cách áp đảo trong cuộc trưng cầu dân chủ năm 1991. Đó là cột mốc quan trọng với hồi chuông báo tử cho Liên Xô bắt đầu tan rã. Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì NATO đã đẩy mạnh về phía đông, tập hợp phần lớn các quốc gia Đông Âu từng nằm trong quỹ đạo của Cộng sản Liên Xô. Và năm 2004 thì NATO thêm các nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ là Estonia, Latvia và Litva. 4 năm sau thì NATO tuyên bố ý định sẽ kết nạp Ukraine và Georgia vào một ngày nào đó trong tương lai. Và chính điều này đã vượt qua ranh giới đỏ đối với nước Nga, bởi vì ông Putin coi sự mở rộng của NATO là một mối đe dọa trực tiếp, và viễn cảnh một đất nước Ukraine gia nhập liên minh quân sự phương Tây là một hành động thù địch và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của nước Nga. Và vào đầu năm 2014, thưa quý vị, các cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Kiev của Ukraine, được gọi là Euromaidan, đã buộc một tổng thống thân thiện với Nga phải bị truất phế sau khi ông từ chối ký một thỏa thuận liên kết với khối châu Âu. Và nước Nga đã đáp trả bằng cách sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và kích động một cuộc đổi dậy ly khai ở miền đông Ukraine. Lực lượng ly khai này sau đó đã giành quyền kiểm soát một phần khu vực Donbass, và bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk vào năm 2015 thì hai bên vẫn chưa có một nền hòa bình ổn định. Theo chính phủ Ukraine, đã có gần 14.000 người đã chết trong cuộc xung đột và 1,5 triệu người phải di tản bên trong đất nước Ukraine. Moscow, họ đơn giản là chỉ muốn Ukraine phải nằm trong vòng ảnh hưởng của nước Nga, hay ít ra cũng phải là một quốc gia trung lập, không ngã về phía nào một cách rõ rệt. Chỉ như vậy thôi, đối với nước Nga là quá đủ. Chứ nước Nga, họ không cần tài nguyên hay là lãnh thổ hay là công nghệ, cái gì của nước Ukraine cả.
Nhưng mà rất tiếc quý vị, người dân Ukraine lại không muốn như vậy. Còn khối NATO thì cứ đông đưa mãi củ cà rốt trước mặt Ukraine. Và điều gì đã đến, sẽ đến. Chiến tranh đã bắt đầu. Có lẽ các bên liên quan đều phải cần suy nghĩ lại quan điểm và mong muốn của mình thực sự là gì. Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt được chiến tranh. Chúng ta quay trở lại với tình hình thời sự của nước Mỹ, kính thưa quý vị. Đó là tại sao hai công tố viên hàng đầu điều tra Trump Organization từ chức. Hai luật sư kỳ cựu đã dẫn đầu cuộc điều tra của văn phòng luật sư quận Manhattan về Donald Trump và công ty của ông ta, Trump Organization, đã từ chức tại văn phòng luật sư quận Manhattan. Carrie Dunn, người từng vô địch trong cuộc đấu tranh pháp lý để có được bản khai thuế của Donald Trump và các tài liệu liên quan đến thuế tới tòa án tối cao, và cả hai lần ông ta đều thắng. Ông sẽ từ chức cùng với Mark Pomeranz, là một cựu công tố viên mafia được tuyển dụng từ tư nhân để giúp dẫn dắt cuộc điều tra. Một cuộc điều tra kéo dài về các hoạt động kinh doanh mờ ám của Trump từ văn phòng luật sư quận Manhattan dường như đã bị trật bánh. Khi mà hai công tố viên chính Carrie Dunn và Mark Pomeranz từ chức hôm thứ Tư, theo thông tin bị rò rỉ mà New York Times có được, thì thưa quý vị, nguyên nhân là vì biện lý quận mới, ông Alvin Bragg, tỏ ý nghi ngờ những bằng chứng mà hai công tố viên này thu thập được. Và cũng theo New York Times, thì văn phòng luật sư quận Manhattan đã đổi chủ vào tháng 1 năm 2022, sau khi biện lý quận trước đó là ông Cyrus Vance đã về hưu và không tái tranh cử, và cái ghế này đã được Alvin Bragg kế nhiệm. Và việc từ chức được đưa ra sau khi Alvin Bragg bắt đầu quyết định làm chậm lại cuộc điều tra và tạm dừng lời khai của bồi thẩm đoàn. Như vậy câu hỏi lớn là tại sao? Liệu Alvin Bragg có tự đưa ra kết luận rằng vụ kiện chống lại Trump mà ông thừa kế được từ cựu biện lý quận Cyrus Vance là thiếu tính hợp pháp, hay là vì một nguyên do bí ẩn nào đó? Các công tố viên khác thì lo rằng Alvin Bragg đang giết chết một cuộc điều tra mạnh mẽ vì lý do riêng của mình. Một trong những lý do đó có thể là ông ta sợ những người ủng hộ chủ nghĩa phát xít, ủng hộ Trump sẽ gây hại đến bản thân, người thân trong gia đình và có thể ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông ta. Như vậy, việc truy tố Donald Trump giờ đây có vẻ ít có khả năng trở thành hiện thực. Và Donald Trump có thể sắp thoát khỏi nguy cơ pháp lý một lần nữa. Chúng ta bước vào bài bình luận thứ 3 trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Tổng thống Joe Biden không có được bàn tay sắt mạnh mẽ để đấu với Nga. Chúng ta ai cũng biết rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu trước công chúng Mỹ vào chiều thứ Năm sau khi Nga xâm lược Ukraine. Theo số liệu thăm dò gần đây thì qua cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Biden đang rơi vào một vị trí chính trị rất yếu. Cuộc khảo sát mới nhất của Gallup cho thấy rằng chỉ có 36% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Joe Biden giải quyết tình huống với Nga, trong khi 55% thì không tán thành. Và trong số này chỉ có 11% đảng viên Cộng hòa tán thành cách Tổng thống Joe Biden đối phó với Nga, và chỉ có 35% đảng viên độc lập tán thành. Và ngay cả các đảng viên đảng Dân Chủ cũng vậy, họ cũng nghi ngờ cách tiếp cận của ông, với 64% họ tán thành cách giải quyết của Tổng thống Joe Biden đối với Nga. Những con số đó nó gần như phù hợp với vị trí của Tổng thống Joe Biden trong các cuộc thăm dò quốc gia khác. Một cuộc thăm dò mới của AP cho thấy 44% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Joe Biden giải quyết mối quan hệ với Nga, trong khi 55% không tán thành. Nhưng mà điều đáng chú ý ở đây quý vị là quan điểm của người Mỹ về cách giải quyết của Tổng thống Joe Biden đối với Nga không khác biệt nhiều so với ý kiến tổng thể của họ về cách mà ông đã làm với tư cách tổng thống. Có nghĩa là chỉ có 41%
người Mỹ tán thành cách Tổng thống Joe Biden đang thực hiện tốt công việc của mình, nói chung trong cuộc thăm dò của Gallup. Và rất có thể những con số chấp thuận thấp như vậy đã ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh khác trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Và nhận định này hoàn toàn đúng, khi mà hầu hết những người Mỹ trung bình dường như không chú ý hay không muốn quan tâm đến cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Và đa số họ cho rằng chiến tranh dù có xảy ra cũng không ảnh hưởng gì đến nước Mỹ. Chính vì vậy mà khi họ được hỏi về cách giải quyết của Tổng thống Joe Biden về chính sách đối ngoại, thì họ có thể sẽ rơi vào ấn tượng chung của họ về Tổng thống trong các chính sách đối nội. Và bất kể đánh giá của công chúng Mỹ như thế nào về ông, Tổng thống Joe Biden cũng tự nhận thấy rằng mình đang ở vào một vị trí chính trị khó khăn ở quê nhà. Khi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành một cuộc chiến tranh ở Ukraine. Và đa số người Mỹ thì không muốn nước Mỹ can dự sâu hơn vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Một cuộc thăm dò của CBS News được thực hiện vào đầu tháng này cho thấy 53% người Mỹ nghĩ rằng Mỹ nên đứng ngoài bất kỳ cuộc đàm phán nào xung quanh tình hình giữa Nga và Ukraine, trong khi 43% người Mỹ muốn Mỹ đứng về phía Ukraine. Tất nhiên, Tổng thống Joe Biden nhận thức được vị trí chính trị bấp bênh của mình ở quê nhà. Nhưng mà chính vì việc ông không có được sự hỗ trợ của đa số công chúng Mỹ dành cho ông trong việc điều hành chính phủ, khiến cho việc ông muốn dùng cách giải quyết như thế nào đối với nước Nga sẽ kém đi sự tinh tế và thiếu đi sự ủng hộ. Đúng ra thì, thưa quý vị, nếu mà nước Mỹ không đang trong cảnh nồi da sáo thịt, xã hội chia rẽ, thì chắc chắn ông sẽ có được cái thế mạnh hơn để đưa ra những quyết định quan trọng và mạnh mẽ trong việc bảo vệ các lợi ích của Mỹ vì một châu Âu đang bất ổn và một nước Nga đang tung hoành ngang dọc. Đây là những khoảnh khắc có thể tạo nên sự thành công, có thể lấy lại những điểm tín nhiệm đã mất, hoặc chúng cũng có thể phá vỡ những cố gắng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và làm nhạt nhòa những thành tựu của nhiệm kỳ tổng thống. Giờ đây mọi con mắt đang đổ dồn về Tổng thống Joe Biden và cách mà Tổng thống điều hướng tình huống vô cùng phức tạp này ở cả trong và ngoài nước trong những ngày tới sẽ như thế nào trong thế đứng chông chênh như hiện nay. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay với bài viết nhan đề hàng triệu người Mỹ muốn đến với một chế độ độc tài. Kính thưa quý vị, những người theo đảng Cộng hòa phát xít và những người bảo thủ khác, họ đã thuyết phục chính họ và những người theo họ rằng tự do cũng giống như là một thứ giấy phép cần có cho bất cứ người Mỹ nào. Những người ủng hộ một đảng Cộng hòa phát xít và ủng hộ chủ nghĩa Jim Crow 2.0 của Donald Trump, họ quan niệm rằng giấy phép của tự do là một niềm tin rằng một người có thể hành động bất kỳ điều gì mà người khác không thể chỉ trích hay là ngăn chặn. Và bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền để hạn chế những hành vi nguy hiểm của họ đều bị cho là chuyên chế hoặc là độc tài hoặc là áp bức. Như vậy quan điểm tự do theo của những người mà ủng hộ chủ nghĩa phát xít và các thành viên khác của cánh hữu cực đoan cũng như phong trào bảo thủ. Trong cái thế giới hiện nay thì tầm quan trọng của vũ lực và khả năng của kẻ mạnh buộc ý chí của họ lên kẻ kém quyền lực hơn nhưng lại không thể bị trừng phạt. Ở đây thưa quý vị, tôi muốn nói đến hành vi thống trị xã hội được coi là bằng chứng cuối cùng về giá trị của những yêu sách về quyền tự do của những người ủng hộ Trump và đảng Cộng hòa tại nước Mỹ. Đầu tuần này thì cựu cố vấn cấp cao của Trump và là nhà tuyên truyền cánh hữu hàng đầu Steve Bannon đã nói với hàng triệu người nghe podcast của ông ta rằng chúng ta đang có cơ hội
một lần trong đời để tiêu diệt đảng Dân Chủ với tư cách là một tổ chức nhà nước chuyên quyền. Chúng ta không thể để điều này tuột khỏi tầm tay của chúng ta. Chúng ta đang trong một cuộc chiến và chúng ta phải chiến thắng. Nỗ lực của những người theo chủ nghĩa phát xít Mỹ và phong trào bảo thủ nhằm lật đổ nền dân chủ đa nguyên, đa chủng tộc của đất nước không phải là một điều gì mới cả, mà nó là kết quả của một kế hoạch kéo dài hàng thập niên. Người Mỹ đã thấy rồi, các đoàn xe tải neo-fascist gần đây đã bao vây thủ đô Ottawa của Canada, đã cản trở việc giao thương hàng hóa và đi lại qua biên giới Hoa Kỳ-Canada. Và giờ đây, những đảng viên Cộng Hòa và các nhóm cánh hữu cực đoan tại Mỹ lại muốn tái hiện những đoàn xe tương tự như vậy tại nước Mỹ. Đây thực sự là một mối đe dọa làm gián đoạn cuộc sống ở Hoa Kỳ. Nhìn chung những đoàn xe tải này, thưa quý vị, nó sẽ là một nỗ lực nhằm ngăn cản quyền tự do đi lại của tất cả người dân Mỹ. Về mặt thực tế thì chúng sẽ gây ra tổn hại về kinh tế và chúng sẽ gây tác động nặng nề đến những người da đen, da nâu, những người nghèo, những người tầng lớp lao động, những người tàn tật và các cộng đồng vốn luôn dễ bị tổn thương. Và chúng sẽ hạn chế khả năng giao tiếp, sinh hoạt, đi lại, buôn bán, đi làm việc của tất cả mọi người. Và rồi những sự ồn ào bởi những tiếng nhấn còi của những chiếc xe tải lớn, hay là cảnh tượng hỗn loạn, các đoàn xe tải theo chủ nghĩa phát xít cũng sẽ có tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất của những người sống ở các thành phố và các địa phương bị bao vây, đặc biệt là thủ đô Washington. Những nỗ lực này nhằm gây rối loạn toàn xã hội cũng là những hành động bạo lực và đe dọa được mô phỏng theo chiến thuật nổi dậy và chiến tranh phi đối xứng như chúng ta đã thấy ở các nền dân chủ thất bại khác. Các đoàn xe tải ở Mỹ có thể dễ dàng trở thành những công cụ gây nguy hiểm chết người. Nhưng mà đảng Cộng Hòa phát xít và cánh hữu da trắng thì lại đang khuyến khích những người theo phe của họ hãy khai triển tất cả các loại phương tiện mà họ đang sở hữu, từ xe tải, xe truck, xe bán tải, xe cá nhân, tất cả hãy tham gia cùng nhau và sẵn sàng tấn công những kẻ cản đường, những người mà họ cho là kẻ thù. Thực tế là nước Mỹ đang đứng trước bờ vực của một cuộc nội chiến lần thứ hai. Nhưng mà tại sao rất nhiều giới tinh hoa chính trị của đất nước này, đặc biệt là tầng lớp chuyên gia chính trị và giới bình luận gia, lại phủ nhận về thực tế đó và từ chối tìm cách để giải quyết? Bởi vì họ không tin là đất nước này đang có nguy cơ như vậy. Hay là họ biết nhưng mà họ lại sợ, họ không dám đối mặt với sự thật. Như vậy không còn gì nghi ngờ nữa quý vị, rằng có rất nhiều người Mỹ, con số chắc có lẽ cũng vài chục triệu người, đa số là Mỹ da trắng, có đầu óc chủ trương da trắng thượng đẳng, và cũng có cả một số người Mỹ gốc Việt ăn theo, tự cho họ là da vàng thượng đẳng. Họ đã sống quá lâu trong một nền dân chủ tự do, thịnh vượng và phú cường, họ đã quá nhàm chán với nó rồi. Cho nên thay vì nhiệt tình phản đối và chống lại chế độ độc tài phát xít của Donald Trump, thì họ lại đang khao khát muốn thấy một sự thay đổi. Thực sự khao khát muốn được sống dưới một chế độ độc tài. Người Mỹ đã có cơ hội nhìn thấy đoàn xe tự do ở Canada tung hoành, quậy phá thủ đô Ottawa của xứ sở hiền lành Canada, gây hỗn loạn đất nước, trì trệ giao thông và kinh tế. Chỉ có những người Mỹ chân chính, họ mới sợ những cảnh tượng đó xảy ra trên chính đất nước họ đang sống. Nhưng mà những thành phần còn lại, những người còn lại theo chủ nghĩa Trumpist, những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng khác, các loại dân quân cánh hữu và những phần tử cực đoan, thì họ đang muốn thấy thủ đô của nước Mỹ phải rơi vào tình trạng hỗn loạn như vậy, hoặc nhiều hơn. Như vậy những gì mà họ đang tìm kiếm là gì?
đó là hành trình cảm xúc của họ là gì? Đó là sự nổi loạn và chống đối xã hội, là yêu thích bạo lực, là những thứ được kích thích bởi những thành phần cực hữu điên loạn và tham quyền lực tại nước Mỹ dưới trướng của tên Lê Chiêu Thống tóc vàng mắt xanh của nước Mỹ, là kẻ cầm đầu chủ nghĩa phát xít Mỹ hiện nay. Kính thưa quý khán thính giả, tôi tin rằng họ đang tìm kiếm thứ mà chúng ta không muốn nhìn thấy, đó là nỗi đau và sự mất mát. Để tạo nên nỗi đau và sự mất mát cho con người, hỗn loạn và chia rẽ trong đất nước, thì những thành phần Trumpist thực hiện mọi thủ đoạn đê hèn và nham hiểm nhất để đòi hỏi một thứ quyền tự do tuyệt đối. Mà theo họ, tự do là gì? Tự do có nghĩa là họ được phép làm bất cứ điều gì họ muốn với bất kỳ ai mà không phải lãnh hậu quả. Có thể nói rõ ràng ngày nay người Mỹ đã bị suy giảm niềm tin vào các tổ chức xã hội và chính phủ rất nhiều. Và sự suy giảm này là vô cùng dữ dội và đáng báo động. Tôi tin rằng chúng ta đang ở vào một thời điểm mà nước Mỹ sắp tới có thể sẽ không có một cuộc bầu cử nào nữa, mà cả hai bên hay tất cả các bên đều bị bắt buộc phải chấp nhận chỉ có một người duy nhất được phép chiến thắng. Và điều này ngày càng trở nên thật hơn. Đây là lúc mà, thưa quý vị, mối đe dọa của một cuộc nội chiến đang dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Những thứ tệ hại như đảng phái chính trị cực đoan và bạo lực, thuyết âm mưu và thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội, vấn nạn phân biệt chủng tộc, rối loạn xã hội, tất cả những thứ này, chúng liên kết với nhau một cách chặt chẽ để đưa đến một cuộc nội chiến sau đó. Chúng ta vẫn còn nhớ cuộc khủng hoảng ở Charlottesville sẽ đóng một vai trò lớn trong lịch sử khi mà viết về thời đại Trump. Và cuộc khủng hoảng dân chủ của Mỹ leo thang đến mức như hiện nay với ngày 6 tây tháng 1. Và có thể là cuộc nổi dậy của cánh hữu sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến Mỹ lần thứ hai. Cuộc khủng hoảng ở Charlottesville là thời điểm mà chính quyền Trump không chỉ là một phiên bản xấu hơn của Ronald Reagan, mà thực sự là chính quyền Trump đã trực tiếp tham gia vào nền chính trị cực hữu. Vào ngày 6 tháng 1, họ đã thất bại. Nhưng mà từ đó họ đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn. Và lần sau họ sẽ tổ chức tốt hơn và vũ trang nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này đang xây dựng thành một mối hận thù đang nở rộ và đang tiếp tục phát triển. Kính thưa quý khán thính giả, bây giờ tôi phải nhìn nhận rằng những quan niệm đẹp về một nước Mỹ trong tôi nó không còn sống trong tâm tưởng của tôi nữa. Và nền chính trị hiểu biết và tôn trọng nhau, một thể chế dân chủ và tự do của nước Mỹ mà tôi yêu, có thể sẽ là nền chính trị cuối cùng của thế giới. Ở Canada, không ai muốn thấy một chế độ chuyên quyền trên đất nước của họ. Ở châu Âu cũng vậy, không ai chấp nhận một chế độ chuyên quyền trên lục địa châu Âu. Nhưng mà tại Mỹ, nhiều người Mỹ lại đang tò mò, khao khát, muốn thấy và muốn được sống trong một nhà nước chuyên quyền độc tài. Nước Mỹ đã dung dưỡng một kẻ nguy hiểm như là Donald Trump. Ông ta muốn đảo chính nhưng chưa thành công. Nhưng mà thể chế và pháp quyền đang bó tay trước ông ta. Và đoàn quân của ông ta thì vẫn chưa ngừng nỗ lực lật đổ nền dân chủ Mỹ. Nếu mà đội quân của Donald Trump thành công, thì nước Mỹ sẽ nằm dưới sự cai trị của quân đội với tư cách là một nhà độc tài phát xít trên thực tế. Tuy nhiên, thưa quý vị, rất nhiều người Mỹ và các phương tiện truyền thông chính thống, cũng như các nhà lãnh đạo chính trị phần lớn thì họ vẫn phủ nhận việc đất nước đang tiến gần đến vực thẳm và sắp xảy ra thảm họa như thế nào. Họ chối bỏ điều đó. Và những người lên tiếng báo động, đưa ra những tiếng chuông cảnh báo, nói lên những lời thật,
về bệnh tình ngặt nghèo của nước Mỹ, trong đó có tôi, thì lại bị cho là lo chuyện bao đồng, lo bò trắng răng, nói toàn chuyện khoa học viễn tưởng. Tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra vào năm 2024. Và câu hỏi quan trọng cuối cùng mà tôi vẫn chưa có được câu trả lời, đó là tại sao một phần lớn người Mỹ lại muốn chấm dứt nền dân chủ? Chẳng ai đem đến cho tôi một câu trả lời thỏa đáng cả. Thôi, tôi nói tiếng Việt thì nhiều người Mỹ không hiểu. Vấn đề là có một số lượng lớn người Mỹ muốn có một chế độ độc tài đến với nước Mỹ. Nếu như vậy thì hãy để cho Donald Trump sẽ nói bằng tiếng Mỹ với những người họ. Nói ngắn gọn dễ hiểu thôi. As you wish, there you go. Tiếng Việt mà tôi dịch nôm na cho dễ hiểu là thích thì chiều thôi. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và chúc quý vị hai ngày cuối tuần được vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức tuần tới. Xin kính chào.